Ok, xin chào các bạn. Xin chào các bạn đến với live stream của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào. Mà nó đang xem rồi là bình luận là chúng ta giao lưu một chút nhá. Hello, rất tuyệt vời, rất là nhanh, đã khoảng 20 người vào xem rồi. Có vẻ live stream trong ngày còn hot hơn cả buổi tối nhỉ. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là tuyệt vời, một cuối tuần thật là tuyệt vời nhá. Rồi, chào Đinh Hồng này, chào chị Võ Hoài này, chào anh Thế Trần này, chào chị Thế Nga này, chào Phượng này. Rồi, chào anh Minh, chính xác này thứ bảy. Nào, xin mời các bạn vào đi ạ, vào live stream của chúng ta đi nào. Thường thì các bạn biết đấy, mình thường hay live stream là có giờ. Nhưng thường những cái live stream nào bất ngờ mà không có một cái giờ rất cụ thể đều là những live stream rất là hay. Những live stream này là những cái cảm xúc mình tăng lên rất là nhanh và mình nhận ra một điều gì đó rất là tuyệt vời. Thì mình sẽ chia sẻ luôn với các bạn. Được, wow, rất tuyệt vời. Gần 50 bạn rồi. Nào, các bạn vào đi ạ. Một vài phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Được ạ. Chào chị Phương Trang này, chào Hiệp này. Các bạn giúp mình chia sẻ cái live stream tuyệt vời đấy nhá. Mình sẽ giúp các bạn nhận ra một bài học vô cùng hay ở đây. Ừ, hôm nay ngày nghỉ, có người thảo nào đông vậy? Ngày nghỉ không ai xem World Cup hay gì không? Rồi, lên gần 60 rồi. Mới được hơn 1 phút thôi. Chào chị Nga này. Ngày mai nó hấp dẫn đấy. Chú ý sắp xếp sao nhá. Chị Tú Quyên nữa. Mai là khóa ở Sài Gòn đấy, tổ chức khóa cuối cùng rồi. Thì chắc phải ít nhất năm nay không vào nữa rồi. Năm sau thì chưa biết. Chào chị Quyên này. Wow, rất tuyệt vời. Chào chị Trinh Trần này. Rồi, các bạn giúp mình chia sẻ cái live stream này được không ạ? Giờ đang có mặt ở trong Sài Gòn và hôm nay sẽ chia sẻ các bạn những cái ý tưởng tuyệt vời trên giấy theo phương pháp mới, không cần nhìn vào khuôn mặt của mình để tập trung học. Rồi, rất tuyệt vời, rất nhiều học viên chúng ta đã có mặt trên live stream này rồi. Chào anh Thăng này, chào anh Thăng, lâu quá không được gặp rồi. Rất tuyệt vời. Các bạn giúp mình chia sẻ nhá, bây giờ khoảng tầm 70 bạn rồi. Được, khoảng tầm 100 chúng ta sẽ bắt đầu. Đang học bài thì thấy thông báo. Mình có thông báo từ trước rồi là hôm nay mình sẽ live stream. Sẽ một cái live stream vào lúc 10 giờ. Thi thoảng là mình cứ có một cái cảm hứng mới thì mình sẽ live stream cho các bạn ngay. Được. Ngoại trừ những cái live stream trong chuỗi Zero to Hero là một chuỗi bắt buộc ra. Thì nó sẽ cố định giờ giấc ra. Thì mình sẽ live stream rất nhiều các giờ giấc khác nhau. Được ạ. Ô cái chân này, Ok, cảm ơn Huyền. Sẽ rút chân lại. Rồi, rất tuyệt vời. Các bạn giúp mình chia sẻ hoặc tắt những người bạn các bạn vào. Hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn hiểu được một trong những quy luật quan trọng của cuộc sống. Hai quy luật quan trọng, luật hấp dẫn và luật nhân quả. Mình sẽ cho các bạn hiểu về tại sao chúng ta lại thu được tiền bạc. Tại sao có những người thu được nhanh như vậy, có những người thu được cực kỳ nhiều tiền bạc, nhưng có những người lại không thu hút được. Cùng áp dụng một công thức có thể đưa mình đưa ra rồi mà nhiều người vẫn không thể được thành công như họ mong muốn. Và bên ngoài cuộc sống như thế, có những người họ không hề biết đến công thức luật hấp dẫn của mình. Nhưng tại sao rất nhiều người họ thành công và tại sao rất nhiều người họ vẫn cứ thất bại? Đó, hôm nay mình sẽ giúp các bạn hiểu được cái thực sự điều đó. Đang vending anh Hòa. Sau cái phần này là sẽ anh Hòa sẽ hút mạnh hơn nhá. Học luôn. Rồi tuyệt vời, 80 bạn đã học rồi đấy. Các bạn giúp mình chia sẻ thêm một chút nhá. Mình sẽ chia sẻ về cái sự tương tác giữa hai quy luật này. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, khi mình thực sự mình nghiên cứu thực sự vào ấy, thì nó không phải là ngẫu nhiên. Không một cái điều gì tự nhiên ngẫu nhiên cả. Không nhiên có một điều gì tự nhiên bạn đang kinh doanh thuận lợi, bạn mất hết sạch tiền. Không có điều gì ngẫu nhiên tự nhiên bạn đang bình thường, bạn lại trở nên giàu có. Được không? Tất cả chúng đều có những cái quy luật. Không có tự ngẫu nhiên mà bạn lại gặp mâu thuẫn trong vấn đề vợ chồng con cái. Được không? Không có tự ngẫu nhiên bạn lại gặp vấn đề về sức khỏe. Tất cả mọi thứ đều có lý do của nó. Được. Tất cả mọi thứ đều có những cái lý do đặc biệt của nó. Được.
Bây giờ mình đang đọc được một kết quả rất tuyệt vời của một bạn ở Hải Phòng. Bạn ấy đang chưa học được hấp dẫn đây, nhưng mà mình đã gửi cho một số file thực hành trước. Được. Đây mình đọc lại cho các bạn nghe nhé, rất là hay, đang nóng hổi luôn này. Anh có đó chứ, em vừa đọc được link anh gửi. Em đang áp dụng được sức mạnh của hấp dẫn, sức mạnh của kiến thức, thực sự rất tuyệt vời. Em sinh em bé, ở nhà trông con mà tiền cứ chảy về tài khoản, mà tiền mặt thì cứ đều đều. Rồi công việc kinh doanh online thuận lợi, rồi những nguồn lực tự đến. Rồi bạn em nợ tiền một năm nay chưa trả, tự nhiên nhắn tin cho em hẹn tháng 10 trả tiền, mặc dù em không đòi. Khi em đọc được khóa học của anh, em thật sự muốn mình tự áp dụng những cái mình đã học, chủ động, động não và hành động. Vì em quen đi học mà chưa chủ động, chưa có suy nghĩ để áp dụng được gì cả. Cảm giác như mình chưa làm được điều gì ấy. Đấy, về bạn vẫn đang bình luận và đang chat đấy ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Bạn ấy là ở ngoài Hải Phòng, bạn ấy định đăng ký học nhưng mà lại sinh con, thành ra mà bây giờ bạn ấy vẫn đang sinh con. Có thể sắp tới sẽ vào học một khóa online của mình. Thì bạn ấy đang bình luận, mình có gửi cho một cái file, nó có tên gọi là The Magic. Tôi gọi The Magic, thực hành lòng biết ơn. Và bạn ấy đang thực hành theo lòng biết ơn của mình hướng dẫn. Đúng không? Và kết quả thay đổi. Có những bí mật trong cuộc sống này các bạn tưởng chừng kinh khủng, nhưng nó rất là dễ dàng diễn ra. Hay là tí nữa mình sẽ xong rồi mình sẽ chủ cho các bạn xem một số kết quả. Có một số học viên của mình, các bạn ấy, chồng của bạn ấy là bán bất động sản trong vòng một năm trời không có khách hàng, và gần như là cảm giác chán và tuyệt vọng trong ngành bất động sản. Nhưng sau đó thì bạn đi học luật hấp dẫn xong, bạn ấy về bạn ấy hút bất động sản cho chồng. Và trong vòng một tuần vừa rồi là bạn ấy và chồng giúp chồng thu hút và đã bán được 3 căn bất động sản chỉ trong vòng có đúng một tuần. Trong đúng một tuần. Và thu về được 150 triệu. Bạn đặt mục tiêu trong tháng 7 này phải có 150 triệu là tiền hoa hồng đấy. Và kết quả rất tuyệt vời là gần đi tiền hoa hồng đã về với bạn ấy. Rất là tuyệt vời. Và đây mình sẽ chia sẻ cho bạn rất nhiều điều đó liên quan đến những thứ đó. Mọi thứ không phải là ngẫu nhiên, đúng không ạ? Mọi thứ không phải là ngẫu nhiên. Rồi, rất tuyệt vời, đã đủ 100 bạn bắt đầu tham dự, đúng không? 100 bạn đã bắt đầu tham dự rồi. Các bạn sẵn sàng hãy bình luận cho mình số 1 nhá. Nếu bạn đã sẵn sàng hãy bình luận cho mình số 1 và chúng ta sẽ bắt đầu live stream ngay bây giờ để chia sẻ bạn những cái bí mật của chúng. Đúng không? Mình sẽ bắt đầu live stream ngay bây giờ. Rồi, rất tuyệt vời. Hello tất cả các bạn, đã 100 bạn rồi. Nào bình luận số 1 đi ạ. Bây giờ trước khi bắt đầu mình sẽ muốn nhắc lại một công thức. Tại vì trên này có rất nhiều các bạn đang học luật hấp dẫn của mình. Mình sẽ giải đáp các bạn tại sao lại có những người đạt được kết quả thu hút mạnh đến như vậy, nhưng có những người kết quả họ vẫn chậm hơn và bình thường hơn. Ngoài cái quy tắc đầu tiên đó là tâm bất an thì mọi thứ không đến. Đây là quy tắc đầu tiên mình thường chia sẻ với mọi học viên của mình khi phải áp dụng luật hấp dẫn. Được. Quy tắc này mình chỉ nhắc lại thôi. Tâm bất an mọi thứ không đến. Có nghĩa bạn càng lo lắng, sợ hãi về công việc của bạn ấy thì kết quả lại càng ảnh hưởng ngược lại. Được. Thì cái nguyên tắc này mình đã live stream trong một cái buổi chuyên sâu rồi. Thì các bạn học viên mình hãy xem lại một cái live stream ở trong cộng đồng của chúng ta. Hãy xem lại live stream này nhé. Thì cái chủ đề nó đã mất khoảng tầm 40 phút rồi, mình đã từng chia sẻ với các bạn rồi. Thì hãy xem lại live stream đó. Hôm nay chúng ta sẽ bỏ qua cái phần này. Chúng ta sẽ biến với công thức. Được. Mình sẽ các bạn xem lại công thức này. Được. Đó là mọi kết quả chúng ta muốn có được. Mọi kết quả chúng ta muốn có được nó được tạo nên bởi 3 yếu tố như sau. Yếu tố số 1 được gọi là tài năng của bạn. Được. Yếu tố số 2 nó được gọi là hành động của bạn. Hãy nhớ lại những công thức này. Và yếu tố cuối cùng nó được gọi là sự may mắn. Đúng không? Đây là các bạn hãy nhớ lại công thức này. Để tạo ra một kết quả thì chúng ta là sự tương tác của tài năng nhân với hành động nhân với sự may mắn. Được không? Hãy nhớ lại công thức này. Trong đó cái điều đầu tiên chúng ta vẫn nói về tài năng. Được không? Người càng giỏi bạn, tại sao bạn chỉ có được cái thu nhập như này? Vì đơn giản là cái giá trị bạn cung ứng cho thị trường này, cái value của bạn ấy. Được không? Nó chỉ, ví dụ tại sao bạn chỉ kiếm được 10 triệu? Vì đơn giản giá trị của bạn chỉ tạo ra thị trường với giá trị tương đương 10 triệu thôi. Giá trị của bạn chỉ tương đương 10 triệu thôi. Nếu bạn chỉ có thể cung cấp được thị trường 10 triệu. Tại sao ông sếp của bạn có thể kiếm được khoảng tầm 30 triệu? Còn bạn chỉ có thể kiếm được 10 triệu thôi. Vì đơn giản là gì, bạn đang ở cái giá trị 10 triệu nên bạn chỉ có thể thu được 10 triệu thôi. Và không thể nào kiếm nhiều tiền hơn, đúng không ạ? Nên chính vì vậy, một trong những cái điều đầu tiên mình vẫn chia sẻ với các bạn đấy, có rất nhiều học viên của mình các bạn ấy là chủ doanh nghiệp. Được không? Rất nhiều học viên của mình là chủ doanh nghiệp. Có một số học viên các bạn tưởng tượng họ đang xây dựng đến chuỗi,
doanh thu một tháng của họ về lợi nhuận, doanh thu của họ một tháng về là 1 tỷ đồng, hơn 1.4 tỷ trên một tháng, được không? Có những người là chủ doanh nghiệp như thế, có những người là chủ doanh nghiệp của mình liên quan đến xi sắt thép xây dựng, rồi có những chủ doanh nghiệp về tóc, về salon rất nhiều. Thì những chủ doanh nghiệp này của họ, được không? Các chủ doanh nghiệp này này, các bạn tưởng tượng cái xuất phát của họ đã lớn hơn rất nhiều so với bạn đang là một nhân viên, được không? So với bạn đang là một nhân viên, được không? Thì chủ doanh nghiệp cái nguồn lực của họ lớn hơn, được không? Các bạn có nhìn rõ không ạ? Sao hơi mờ nhỉ? Xem rõ đúng không ạ? Xem rõ đúng không ạ? Các bạn xem rõ và nghe rõ giọng mình không nhỉ? Xem rõ đúng không ạ? Các bạn xem rõ thì bình luận cho mình số 1 nhá. Được không? Xem rõ bình luận cho mình số 1. Được không? Rồi ok, mình sẽ quay lại tiếp. Có thể là do máy của bạn Huyền Siki bị mờ rồi. Được không? Mình xem trên máy của mình vẫn rất là rõ. Thì có nghĩa là gì ạ? Một ông chủ doanh nghiệp và một nhân viên, hai vị trí xuất phát thì nó khác nhau. Thì làm sao mà cái ông nhân viên cả hai người cùng đi học thì cái nguồn lực của ông này lớn hơn rất nhiều so với nguồn lực nhân viên. Tức là khi đó họ về họ tối ưu được cái nguồn lực liên quan đến tài năng và công việc của họ ấy, thì họ sẽ lên mạnh hơn rất là nhiều. Được, lên mạnh hơn rất là nhiều, đó là chuyện thường tình. Nên rất nhiều bạn đang ở mức độ thu nhập bạn đang ở 5 triệu. Ông này ông chưa cần làm cái điều gì, thu nhập của ông đã 30 triệu rồi. Ví dụ như thế đấy. Ông chưa cần làm gì, thu nhập đã 30 triệu rồi. Thì khi ông tổng hợp cái nguồn lực ông làm mạnh lên thì lên 60 70 triệu là chuyện thường. Còn ông này cấp đôi, cấp ba lần mới lên được 15 triệu vẫn chưa bằng họ được. Nên nhiều khi xuất phát của chúng ta khác nhau. Các bạn hiểu không ạ? Nên là nhiều khi các bạn cứ nhìn thấy kết quả người này lớn, người kia lớn, các bạn cứ nhìn thấy đó bạn nghĩ. Nhưng hãy luôn nhớ rằng xuất phát của mỗi người đều khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là hãy tập trung vào chính mình, đúng không? Tập trung vào chính mình, làm thế nào để gia tăng cái tài năng của bạn lên. Nhớ đấy ạ, các bạn tất cả học viên của mình nhớ đấy ạ. Làm thế nào để gia tăng được cái tài năng của bạn lên. Khi tài năng bạn tăng lên, luôn luôn nhớ rằng đấy, bạn nhận được một số tiền khi bạn mang được một giá trị ra thị trường. Bạn nhận được bao nhiêu tiền thì đơn giản là bạn đang mang bao nhiêu giá trị cho thị trường. Hãy luôn nhớ điều này. Đấy, nên thay vì việc phàn nàn về cái việc là tại sao thằng kia thu nhập cao hơn, tại sao tôi thu nhập thấp hơn, hãy tập trung, hãy đặt câu hỏi là giá trị của tôi đang ở đâu, được không? Hãy nhớ công thức này, được không? Giá trị của tôi đang ở đâu, hãy tập trung vào điều đó, được không? Hãy học cách gia tăng cái giá trị của mình, được không? Tất cả các bạn học viên hãy luôn nhớ cái điều này, được không? Thay vì phàn nàn, hãy tập trung hỏi xem mình đang giá trị ở đâu, được không? Điều đầu tiên là nói về tài năng như này, đó chính là cái giá trị, được không? Được không? Tiếp theo mình cũng lấy ví dụ khác, ví dụ một bạn của mình đang bán bất động sản, được không? Với một bạn đang làm công nhân viên nhà nước, công nhân viên trước đấy, được không? Thì thu nhập của người này là theo kiểu dạng cố định, được không? Công việc người này là công dạng lưu động, được không? Hay còn gọi là bất biến đấy, nó luôn biến đổi đấy, được không? Đấy, thì công việc cố định, mình lấy ví dụ một học viên của mình tên là Minh Huệ ở Hải Phòng, được không? Bạn ấy đang là thu nhập của bạn ấy đang là 20 triệu, bạn ấy đang làm trong cái bệnh viện sản của Trung ương, được không? Thu nhập bạn đang 20 triệu và bạn đặt mục tiêu thu nhập tăng lên, thì dù nó tăng kiểu gì nó chỉ tăng đến lớn theo cái giới hạn. Và đợt đi bạn đã tăng lên được đến 30 triệu rồi trong cái tháng vừa rồi học khóa K1. Rất nhiều bạn Hải Phòng đã được nghe bạn ấy chia sẻ rồi đấy. Đấy, nhưng vấn đề là gì? Bạn có thể tăng cao được hơn nữa không ạ? Rất là khó, rất khó để tăng cao được hơn, vì cái nguồn của bạn đang là công viên nhân viên trước, được không? Nó chỉ có cái giới hạn về tăng thôi. Nhưng mình nói về ông bất động sản đi, ông có giới hạn không ạ? Gần như ông này ông không có cái gì gọi là giới hạn. Ông bán được 1 căn, ông bán được 2 căn, ông bán được 3 căn, tất cả liên quan đến cái hoa hồng của ông ấy. Được không? Đấy, vì hoa hồng của ông nhiều nên có thể tăng lên. Dụ như hôm vừa rồi một bạn học viên mình lại trong 7 ngày. Không phải học viên mà là chồng của học viên mình, được không? Trong 7 ngày mà bán được 3 căn và mang về 150 triệu thì tối nay mình sẽ đăng cho bạn xem cái kết quả, được không? 150 triệu bạn ấy mang về, vì đơn giản bạn ấy được nhận hoa hồng. Được không? Bạn được nhận hoa hồng ở đây. Nên chính vì vậy nên số lượng và thu nhập của bạn sẽ chắc chắn, kết quả về thu nhập bạn sẽ tăng cao hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Tăng hơn rất là nhiều so với một người làm công nhân viên nhân chức. Khi mình chia sẻ điều này, mình cũng không nói các bạn là phải bỏ việc này bỏ việc kia để theo đuổi những thứ khác, không nói điều đó. Nhưng mình vẫn nói về một việc là gì ạ? Nếu bạn muốn gia tăng tối đa mọi thứ, bạn phải tìm được cái nơi mà bạn gieo hạt nó tốt, cái gọi là cái vùng đất bạn làm mọi thứ nó tốt. Mình lấy ví dụ như là hôm vừa rồi mình lớp học của mình khoảng tầm 100 người ở ngoài Bắc đấy, cái ngày cuối cùng mình cho họ làm một bài tập về gọi là dấu ấn về tiền bạc. Sau đó mình chia lớp thành hai nhóm riêng, thì một nhóm này nó họ toàn từ 500.000 trở lên, họ chơi một cái bài tập trên 500.000, còn một nhóm này họ toàn chơi bài tập khoảng 200-300.000, nó chả có mấy khi có tiền lớn, được không? Nó rạch ròi ở một cái ranh giới hai bên này.
Và kết quả là dù nhóm này có người chơi tốt nhất, họ chỉ tăng được khoảng 200-300 nghìn thôi. Được. Còn bên này thì người chơi tốt nhất họ để được đến vài triệu. Được. Có nghĩa là gì ạ? Sau đó thì họ cũng nhận ra được một bài học là cái mảnh đất bên này nghèo hơn. Được. Mảnh đất bên này nghèo hơn. Và với cái mảnh đất nghèo hơn này thì họ, dù họ có cố gắng họ làm hết mức, hết sức mình thì họ chỉ được một cái tối đa nào đó thôi. Còn bên này là mảnh đất giàu có nhiều tiềm năng hơn thì họ sẽ phát triển, sẽ giàu tiềm năng hơn và phát triển tốt hơn. Được không? Được không? Đấy. Đó, hai mảnh đất khác nhau. Đây, hai mảnh đất khác nhau thì thu nhập khác nhau. Đấy. Đây chính vậy. Bạn phát triển tài năng rồi nhưng hay nhớ đến cái vùng đất bạn đang gieo trồng ở đấy. Được không? Vùng đất bạn đang gieo trồng chỉ tối đa này. Thì bạn chỉ tối đa này thôi. Còn vùng đất bạn đang gieo trồng ở bên này nó không có giới hạn thì nó sẽ có những kết quả tuyệt vời lớn hơn. Được không? Đấy. Nên là nó cái vấn đề về thu nhập mình vẫn nói rồi, tài năng là một, nhưng quan trọng cái tài năng này không chỉ là tài năng ở việc, tài năng ở đây nó sẽ nói về việc thứ nhất, tài năng về cái gọi là cái khả năng trong công việc của bạn, những cái tư duy, cái chiến lược trong công việc, tài năng trong các cái cách kinh doanh, cách làm việc của bạn. Ngoài ra nó còn một trong những cái tài năng quan trọng, đó là tài năng chọn ra cái môi trường để bạn làm, chọn ra cái công việc bạn theo, tất cả những thứ đó. Bạn càng chọn chuẩn công việc, chọn chuẩn môi trường thì thu nhập bạn dễ dàng tăng và gieo hạt tốt hơn. Được không? Được không? Đấy, nó là thực tế là như thế. Nên hãy luôn nhớ rằng tài năng này không phải là bạn cứ tập trung cái vùng đất nghèo nàn mà bạn cứ nghĩ rằng bạn sẽ tăng thu nhập nhanh được. Không phải. Nó phụ thuộc vào cái vùng đất của bạn đang có. Đúng không? Đấy, rồi. Rất tuyệt vời, mình muốn nhắc lại cho các bạn. Được. Nên hãy tập trung cái điều này này. Ngoài ra những cái tài năng này nó liên quan đến rất nhiều thứ khác nhau. Mình lấy ví dụ. Hôm vừa rồi có một số học viên của mình, họ bảo họ đầu tư khoảng tầm 10.000 đô. Họ đầu tư khoảng tầm 10.000 đô cho một thị trường coin. Và sau đó coin này nó chết, sập sàn, nó mất luôn cả 10.000 đô này. Được. Hay hôm rồi có một học viên của mình, họ cho người khác, à, cho đứa em gái vay 600 triệu để kinh doanh. Được. Nhưng sau đó thì cái công việc kinh doanh thì em gái thất bại và không thể đòi được tiền. Được. Hay đấy, mình lấy một số ví dụ kiểu như này này. Đấy. Sau đó họ ngồi than khóc. Nhưng thực sự than khóc được cái điều gì ở đây? Thực sự có thể than khóc được điều gì ở đây? Cái vấn đề là gì ạ? Cách tài năng của họ đây đang có vấn đề. Tài năng của họ đang có vấn đề ở đây. Đấy, họ nguyên tắc của cái giờ mình nói về một trong những nguyên tắc tài chính là không bao giờ cho tất cả mọi đồng tiền của bạn vào một hũ. Mày vứt vào nhiều hũ khác nhau. Bạn dồn toàn bộ tiền bạc, bạn không biết cách tư duy quản lý tài chính tiền bạc gì cả. Nếu bạn cứ vứt tiền nó hoàn toàn một loạt vào đây và bạn chết cứng. Bạn vứt rất nhiều tiền vào đây, được và bạn cũng chết cứng. Vứt nhiều tiền đúng là thương thật, nó đúng thương em thật, nhưng bạn vứt như này thì cuộc sống bạn sẽ gặp vấn đề. Đúng không? Đấy, nên chính vì vậy tài năng này nó còn thể hiện là những cái tài năng liên quan quản lý tiền bạc. Được. Tài năng quản lý tiền bạc. Đây mình chỉ đang nói về cái chủ đề tiền bạc nhá. Nhưng tương tự cái tài năng này nó có thể thể hiện trong gia đình của bạn thế. Trong gia đình của bạn là mình có biết rất nhiều các chị em rất là giỏi trong việc định chồng và gọi là định hướng chồng theo các công việc và rất là khéo trong mối quan hệ. Tài năng họ giỏi nên kết quả gia đình họ rất là tốt. Còn rất nhiều người vợ mình cũng chia sẻ là tại sao mà họ vào học, mình nói về việc họ là gì. Họ đi học nhưng họ lại không bao giờ được, tức là họ lấy chồng, lấy vợ nhưng họ không bao giờ được học cách kỹ thuật làm chồng và làm vợ. Cứ là làm chồng làm vợ trong đó có bao gồm là gọi là mình gọi là ngôn ngữ yêu thương phải giống nhau, phải làm cách nào để không phải giống nhau mà làm sao để hiểu được ngôn ngữ yêu thương, hiểu được cái điều muốn của đối phương. Đây là một trong những ví dụ như thế. Hoặc là thậm chí ngay cả việc mình chia sẻ làm việc làm tình cũng thế, cũng phải biết cách, biết kỹ thuật, biết cách làm ra sao để hiệu quả và làm thế nào để chiều được chồng đúng cách nhất có thể. Được. Đây là những cái điều cần phải học nhưng mà nhiều người không học, đấy gọi là tài năng đấy. Và cứ thế là lấy vợ lấy chồng và không có một tài năng gì cả. Sau đó là gặp vấn đề ở đây. Đây, kết quả gặp vấn đề. Nên tất cả mọi thứ bạn đang gặp vấn đề trong cuộc sống của bạn, hãy đặt câu hỏi tài năng của bạn đang ở đâu. Hãy xem có lỗi gì sai trên tài năng của bạn không. Lỗi gì sai tài năng trong công việc của bạn không. Học cách xử lý cái tài năng này. Được. Học cách xử lý lại và nhìn nhận lại. Được. Luôn luôn nhớ rằng bất kỳ một điều gì diễn ra trong cuộc sống của chúng ta mà không theo ý muốn của chúng ta là đang bị lỗi ở đâu đó. Được không? Nó đang bị lỗi ở đâu đó trong tiềm thức của bạn, trong cái công việc, trong cái kỹ năng của bạn đang bị lỗi ở đâu đó. Nhiệm vụ của bạn là phải tìm ra được cái lỗi này. Được. Tài năng bạn đang yếu ở đâu đó. Đừng bao giờ công nhận mình là giỏi nhất, vì bạn công nhận bạn giỏi nhất là bạn đang là người kém nhất. Được. Nhưng ai càng nói mình giỏi nhất thì họ lại càng ngày càng kém nhất. Hãy học cách thay đổi tài năng của bạn. Được không? Đấy. Hãy luôn nhớ tài năng là những con yếu tố yêu cầu đầu tiên và không phải là không quan trọng nhé, vô cùng quan trọng. Tiếp theo là hành động. Được. Tiếp theo mình chia sẻ thứ hai được gọi là hành động. Hành động là gì? Hành động bao trong luật hấp dẫn của mình hoặc trong các công cụ mình nó bao gồm lại hai loại. Thứ nhất, hành động trong các quy trình mình hướng dẫn. Được.
và quy trình đấy, quy trình để thu hút mục tiêu đấy, các quy trình thu hút mục tiêu hoặc là thay đổi các mối quan hệ xung quanh đấy. Ngoài ra là hành động đây còn thể hiện được cái việc là hành động trong các cái công việc bạn làm, đúng không? Rất nhiều người chỉ nghĩ nhưng không bao giờ hành động, rất nhiều người chỉ nghĩ mà không bao giờ hành động. Và dù họ có những người cực kỳ giỏi nhưng lúc nào họ cũng chỉ đi nghiên cứu thôi, họ chỉ làm việc thôi, họ không bao giờ họ hành động thực sự. Mình gặp rất là nhiều người họ cực giỏi, ai ngồi nói chuyện với họ cũng thấy cực giỏi. Có những người mình gặp vài năm trước họ rất là giỏi, nhưng vài năm sau mình gặp lại họ, họ vẫn cứ rất là giỏi nhưng họ chẳng ứng dụng vào cái công việc gì cả, họ vẫn cứ thế mãi nên thành ra họ chẳng kết quả gì. Bạn muốn tăng gấp đôi doanh số, hãy làm việc gấp đôi lần đi. Đấy là một trong những cách có thể làm được, đúng không? Nếu bạn chưa muốn tăng tài năng của bạn lên thì bạn học cách tăng hành động của bạn lên. Đấy, đấy là một cách. Bạn muốn kiếm gấp đôi tiền, hãy hành động nhiều gấp đôi lên, đúng không? Bạn muốn thay đổi mối quan hệ của mình, hãy bắt đầu học cách hành động cho đi những thứ họ muốn thay vì là những điều bạn muốn. Đó, các cái này mình không chia sẻ vào sâu, nhưng bạn luôn luôn hiểu rằng một việc là hành động, không hành động sẽ không có kết quả, được. Và nếu tài năng bạn đến 10 mà hành động bạn bằng 0 thì 10 nhân 0 vẫn cứ bằng 0 hết, trái với sự may mắn là cái gì, nhưng chỉ biết là hành động luôn bằng 0, được không? Đây mình vẫn chia sẻ đấy, tất cả mọi thứ nó phụ thuộc hành động. Rất nhiều người họ đi bán hàng nhưng họ lại không tập trung việc bán hàng, họ cứ ngồi nghĩ buồn trách móc tại sao tôi không bán hàng, tại sao khách hàng của tôi không mua hàng của tôi, tại sao mà tôi khách hàng của tôi nó lại trốn tôi, tại sao khách hàng của tôi nó lại nghĩ tôi như vậy, cứ nghĩ đủ các thứ, được không? Một trong những cái nguyên tắc mà bọn mình đi kinh doanh trước kia ấy, nó có một nguyên tắc là nó gọi là one more person. Mình hay có nguyên tắc như này, one more person, tức là gì ạ? Còn một người khác tuyệt vời hơn đang đợi tôi. Trong phương pháp kinh doanh của bọn mình, khi mình ngày xưa mình đi bán hàng thì luôn luôn có một cái suy nghĩ là one more person, là còn một người khác để tôi đón nhận người đó, còn một người khác đang sẵn sàng đợi mua hàng của tôi, được không? Cái người kia không phải chúng ta không tương tác đến họ mà cứ để tạm vào đấy, tập trung tìm và bán cho một thằng khác. Và khi kết quả bán tốt hơn thì nhân năng lượng cao nên sẽ quay trở lại bán thằng kia dễ hơn. Bạn thử để ý xem bán hàng có như thế không? Năng lượng bạn cao nên bạn quay lại bán thằng kia rất là dễ. Còn cứ tập trung cái thằng kia này thì gần như không bao giờ kết quả luôn. Tập trung thằng kia thì không bao giờ kết quả luôn. Hãy học cách bán được, học cách bán cho thằng khác nên năng lượng cao hơn, quay lại thằng kia để bán được. Đấy, bạn gọi là kỹ thuật one more person. Đơn giản là hãy hành động nhiều hơn thì kết quả sẽ lớn hơn. Đúng không ạ? Đấy. Từng ok nha, bạn hiểu đi yếu tố số 2 chưa ạ? Kết quả bằng tài năng nhân hành động nhân sự may mắn. Đây không phải là phép cộng nhé, đây là phép nhân. Đây là phép nhân nhé, không phải phép cộng đâu ạ. Bọn mình luôn phải có những câu thần chú để làm sao để cảm xúc của chúng ta không bị người khác chi phối. Một trong những câu thần chú tốt nhất là mình luôn luôn hay dùng, được, đó là còn một người tuyệt vời hơn đang đợi tôi, được, còn một khách hàng khác tuyệt vời họ đang đợi tôi mua hàng của tôi, được. Thay vì lúc đó tôi cứ tập trung vào cái khách hàng cũ và mất năng lượng, được. Bạn cứ bán được cho một khách hàng mới thì nhiên năng lượng bạn sẽ quay trở lại, bạn sẽ bán tốt hơn, đúng không? Đấy, đây là một cái câu key rất là mạnh của dân bán hàng và của mình cũng có cái câu này, đúng không? Ok, các bạn hiểu này chưa? Đó được gọi là sự hành động. Rồi, bạn hiểu tài năng và hành động thì bình luận cho mình số 1 được không ạ? Những bạn đã hiểu về tài năng và hành động bình luận số 1. Hôm nay chúng ta không đi sâu vào cái này, được không? Không đi sâu cái này. Chúng ta học cách vào sự may mắn, được không? Bạn nào muốn hiểu kỹ về làm sao gia tăng tài năng, hãy xem lại cho mình cái chuỗi Zero to Hero bài học số 2, được không? Mấy hôm tới mình sẽ đăng lại toàn bộ bài học đó trên YouTube và các bạn sẽ học lại nhé. Trong đó bài tài năng này, làm cách nào để gia tăng tài năng tối đa thì đã trong Zero to Hero mình đã hướng dẫn rồi. Đó, bài học số 2. Đó. Ngày hôm nay chúng sẽ bàn đến một cái chủ đề. Một chủ đề mà nhiều người gần như họ không bao giờ họ quan tâm đến nhưng nó rất là ảnh hưởng rất là mạnh. Nó được gọi là sự may mắn, được. Sự may mắn là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Được không? Có bạn nào chưa từng để những điều này không ạ? Có bao giờ bạn đã để cho có những người họ rất là giỏi, họ hành động rất nhiều nhưng kết quả của họ vẫn cứ bằng không, được không? Tại vì họ không có sự may mắn. Nhưng có những người họ chẳng là nào, tài năng họ bình thường. Đó là bạn nhìn thấy những người đó chứ, tài năng họ bình thường, hành động họ bình thường nhưng mà tiền của họ về lại rất là nhiều. Đôi bạn thấy điều đó chưa? Được không? Bắt đầu thấy điều đó chưa? Được không? Hoặc thậm chí có những người chả thấy tài năng gì cả, hành động cũng vừa mà họ vẫn rất là nhiều tiền, được không? Nhưng có những người càng làm lại càng làm càng âm. Được. Trước kia chúng ta chỉ tập trung vào hai yếu tố này và không hề để một cái yếu tố vô hình ở đây, nó được gọi là sự may mắn. Được. Sự may mắn là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để tạo nên kết quả tốt. Được. Đấy. Kết quả tốt nó còn bị ảnh hưởng bởi sự may mắn. Được. Được không? Đấy. Kết quả tốt nó còn ảnh hưởng bởi sự may mắn. Và ngày nay mình sẽ chia sẻ các bạn về góc nhìn về sự may mắn thực sự.
Được. Góc nhìn về sự may mắn thực sự. Để bạn hiểu rằng nó đang luôn luôn tồn tại, không phải không tồn tại. Mọi thứ trong cuộc sống này nó không diễn ra tự nhiên đâu. Mọi thứ nó đều có một cái quy luật nào đó luôn. Được. Một quy luật nào đó luôn. Trước kia thì mình thấy nhiều người may mắn, nhưng mà sau đó mình bảo là không thể nào may mắn tự nhiên như thế được, mà nó phải có cái quy luật. Và khi đó mình bắt đầu mình đi tìm hiểu. Được. Mình bắt đầu mình đi tìm hiểu. Và khi đó bắt đầu mình ngồi mình ăn một trái táo. Được, mình ăn từ đây một cái trái táo nhá. Vẽ hơi xấu các bạn thông cảm. Ông nhầm, gọi là vẽ chưa đẹp. Được, ví dụ đây một cái trái táo. Mình đang ngồi mình ăn cái trái táo này. Được, đang ngồi ăn trái táo này. Bắt đầu mình ngẫm câu chuyện. Trái táo này từ đâu đến? Mình ngồi ăn trái táo rồi mình đặt câu hỏi, ôi trái táo này từ đâu đến nhỉ? Bắt đầu mình nhìn thấy có những cái quá trình này, từ người này chuyển nhượng, người kia chuyển nhượng. Bắt đầu mình học cách đi về nguồn của nó. Được, qua rất nhiều các khâu trung gian, rồi cửa hàng, rồi người phân phối, rồi cái gì đấy. Được. Ba đủ các thứ. Thì cái nguồn gốc đầu tiên là có một ông nông dân, ông chảy từ cái, ông ấy hái từ cái cây của ông ấy xuống. Được, hái từ cái cây táo xuống. Được. Và mình nghĩ rằng đây đã là công đoạn cuối của nó rồi. Được. Nhưng khi đó bắt đầu mình nhìn nhận lại, có thể vẫn chưa phải công nhận cuối của nó, mà công nhận cuối của nó bắt đầu phải có một cái hạt. Được, được gieo xuống một mảnh đất. Được. Cái hạt đó được gieo xuống một mảnh đất. Và cái mảnh đất này, hạt mầm nó nảy mầm trong rất là nhiều năm. Nó cứ thấy hạt mầm nó nảy mầm. Sau đó nó lớn dần và trở thành một cái cây táo. Trong nhiều năm được người ta chăm sóc. Được, người ta có một quá trình ở trong đây. Được. Làm công việc ở đây nó gọi là sự chăm sóc. Được, người ta chăm sóc ở đây. Người ta chăm sóc đều đặn, một quá trình chăm sóc đều đặn liên tục ở đây. Và đến một ngày cây trái tốt tươi, rồi phun thuốc trừ sâu, rồi bắt sâu, rồi đủ các thứ nằng nhằng. Sau đến một ngày, thì quả bắt đầu được sinh ra. Được, bắt đầu là họ hái từ trên cây đó. Được, họ phân phối đến các cửa người mua, sau đến các cửa hàng. Sau đó mới đến tay chúng ta là được ăn quả táo. Được. Thì đây là một cái quá trình được diễn ra. Táo rơi xuống đầu, biết đến luật hấp dẫn. Được, hôm nay chúng ta sẽ ăn quả táo và biết đến gọi là luật nhân quả. Khi mà mình ăn quả táo mình nhận ra một thứ gọi là luật nhân quả. Được, rất là hay. Rất là hay, khi ăn quả táo đó mình nhận ra một thứ là có một cái gọi quy luật là gọi là luật nhân quả ở đây. Thế đấy, thì khi đó mình nhận ra, ô, hóa ra quả táo này không phải nó ở đây. Không phải là tôi đang có quả táo này mà nó do một cái gì gieo từ trước. Được, chúng ta đã gieo một cái gì đó từ trước rồi. Tất cả các học viên của mình, các bạn tưởng tượng có những học viên họ có thể kiếm được đến 400 triệu trên một tháng. Được. Một số học viên đã kiếm được 400 triệu trên một tháng. Đấy. Rất nhiều học viên họ cũng mua nhà trong một tháng. Đúng không? Rồi rất nhiều các thứ này đấy. Có những học viên họ đã giải quyết được mối quan hệ, giải quyết được mối quan hệ. Như vừa rồi các bạn nó hấp dẫn, các bạn nó cũng xem cái một bài viết của một chị chia sẻ về giải quyết được mâu thuẫn với chồng của mình. Trước chồng suốt nào lúc nào cũng ngồi nghiện chơi game và không làm gì. Và gần như là cũng không lo lắng cho mục tiêu và mọi thứ. Đúng không? Và sau đó chị áp dụng các quy trình tự nhiên thì mối quan hệ nó được thay đổi. Và bây giờ chồng chị tự nhiên hạnh phúc, trở lên tốt hơn, mọi thứ trở lên tuyệt vời hơn. Rồi là tự nhiên giờ chồng đi kiếm tiền, lo lắng kiếm tiền. Và gần như là ngừng việc chơi game và chỉ tập trung kiếm tiền cho gia đình thôi. Thì các bạn đã từng xem cái ví dụ đó rồi đấy. Đúng không? Các bạn đã từng được đọc cái ví dụ đó trong nhóm của chúng ta rồi. Đúng không? Thì không phải tự nhiên nó đến đấy. Đấy, tự nhiên là giải quyết được mối quan hệ đó. Và tất cả những gì chúng ta đang nhìn thấy ở đây này, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy ở đây. Được. Tại sao chúng ta nhìn vào đây mà chúng ta bị mất năng lượng? Bởi đây được gọi là cái quả. Được. Tất cả những cái gì mà các bạn được thấy mình đăng lên và mình chia sẻ với những người khác. Được. Các bạn chỉ nhìn thấy được thứ đó được gọi là cái quả. Được. Là cái quả của họ tạo ra. Nhưng chúng ta không biết rằng cái quá trình của họ gieo hạt rồi trồng cây hái quả ra sao. Thì cái này mới là cái quan trọng. Được. Đây là quả rồi. Đây là quả nó tạo ra rồi. Và chúng ta cứ nhìn vào quả đây, chúng ta lại đặt câu hỏi là tại sao tôi không có cái quả đó? Tại sao tôi lại không có cái quả đó? Tại sao tôi thực hành các quy trình nó hấp dẫn? Tôi thực hành rất nhiều các quy trình mà thầy mang hướng dẫn rồi là đúng rồi đấy, mà tại sao cái quả đó vẫn không đến? Được không? Rất nhiều bạn đã được đặt ra câu hỏi này, đúng không? Vì chúng ta đang chỉ tập trung vào cái quả người ta đang có thôi. Được không? Chúng ta chỉ tập trung cái quả đang có thôi, mà chúng ta không nhìn được cái quá trình gieo hạt, chăm sóc, ươm mầm rồi tạo lên cái một cây trái ra sao, bắt sâu ra sao, tỉa sâu ra sao. Được không? Tỉa lá ra sao rồi các hoạt động đã ba la để trở thành một cái quả ngày hôm nay. Chúng ta cứ tập trung ở đây và đặt ra câu hỏi này, và tự nhiên chúng ta bị gặp một cái tình trạng đó là trách mình. Tại sao tôi đã có công thức đó rồi,
Tại sao tôi đã áp dụng nó rất rất là tốt rồi mà tại sao kết quả lại không đến với tôi? Tại sao mọi thứ nó cứ phải gặp vấn đề với tôi như vậy? Đúng không? Các bạn học viên nào đã từng hoặc là đã từng trải qua những cái trạng thái hoặc những cái cảm xúc như vậy chưa? Cứ ngồi thắc mắc, thất vọng về bản thân của mình, thắc mắc về mọi thứ, tại sao tôi không được những thứ như thế? Đúng không? Đúng không? Đấy, thì chúng ta đang gặp vấn đề ở đâu? Đó chính là cái việc chúng ta không nhìn thấy được cái quá trình gieo hạt của nó. Đúng không? Trường một lúc cái giá. Đúng không? Chúng ta chưa nhìn được cái quá trình gieo hạt của họ. Các bạn hiểu cái hình này chưa, để mình bỏ ra chỗ khác. Đúng không? Đấy. Chúng ta chưa nhìn được cái quá trình gieo hạt của họ. Chúng ta chỉ nhìn cái quả của họ thôi. Chúng ta nhìn vào cái với mình chia sẻ nó gọi là một cái tảng băng nổi như này. Đúng không? Cái tảng băng nổi thì đây là 3/1 này và 9 chìm bên trong của họ. Thì chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta chỉ nhìn thấy một cái phần nổi của người ta thôi. Sao ôi họ giỏi thế, họ tuyệt vời thế, họ hay thế. Và tại sao tôi áp dụng mãi không được? Vì bạn chỉ nhìn đây thôi. Bạn nhìn được cái phần nổi của họ thôi. Bạn không nhìn được cái phần chìm của họ. Mình lấy ví dụ, ngày trước mình bán bảo hiểm. Có một lần mình bán và mình bán 3 tháng trời mình không bán được cái bảo hiểm được mấy chục triệu. Sau đó mình bán xong rồi cùng cố mãi bán được cái bảo hiểm khoảng 25 triệu được ý. Sau khi bán xong thì quay sang ông anh mình ngồi mình nói chuyện với ông ấy. Ông chia sẻ anh cũng vừa mới bán được cái 60 triệu. Ui, năng lượng mình đang được 25 triệu, tự nhiên nghĩ thấy ông bán được cái 60 triệu. Năng lượng nó tụt đi tận đâu luôn. Được. Cái năng lượng bên trong mình nó tụt đi tận đâu luôn. Ôi, tại sao mình bán giỏi đấy, bán tốt thế. Và cứ ngồi trách, ôi tại sao tôi không bán được cái 60 triệu nhỉ. Ôi tại sao tôi không thể kiếm được cái 60 triệu nhỉ. Mình cứ ngồi mình trách móc như thế. Nhưng sau khi cái ngày mình rời khỏi bảo hiểm nhân thọ, lúc đó bắt đầu mình ngồi nói chuyện lại với ông ấy. Ông bảo là cái khách hàng đó, ông ấy đã tư vấn gần 2 năm trời rồi. Đến ngày hôm nay họ mới mua hàng của ông ấy. Được. Vẫn luôn mình giật mình, ô anh tư vấn tận 2 năm trời rồi. Được. Còn khi đó mình ngồi ngẫm, khách hàng lâu nhất mình mới tư vấn được 3 tháng. Mình chưa đủ kiên trì để tư vấn với ông nào tận 2 năm trời. Trong khi đó mình cứ nhìn vào cái phần nổi của họ là 60 triệu và cái phần nổi của mình là 25 triệu. Chứ không nhìn vào cái phần chìm là cái sự nỗ lực của ông ấy trong vòng 2 năm. Được. Còn bản thân của mình là gì ạ? Chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn mình đã bán được cái 25 triệu. Có nghĩa 3 tháng đã bán được 25 triệu rồi. Thì một năm mình bán được bao nhiêu cái? Gấp bao nhiêu là cái 60 triệu đó. Nhưng mà chúng ta lại không nhìn được cái nỗ lực, cái sự phấn đấu, cái sự chiến đấu bên trong của họ, cách gieo mầm, gieo hạt bên trong của họ. Chúng ta chỉ nhìn được cái phần nổi của họ thôi. Nên là kết quả bạn không đến. Bạn cứ càng tập trung người khác thì kết quả bạn lại càng không đến. Tập trung người khác thì kết quả lại càng không đến. Được không? Được. Đấy, đó mới là cái vấn đề nhiều nhất của chúng ta. Được không? Hãy bắt đầu học cách đi vào cái phần chìm bên trong chúng ta. Học cách đi vào phần chìm bên chúng ta. Được không? Đó mới là điều quan trọng nhất. Nhớ rằng một quả táo không tự nhiên được tạo ra, nó phải được một người khác gieo hạt mầm xuống đất, được trồng cây và đến một ngày gặt quả. Được, gieo mầm, trồng cây, gặt quả. Được, gieo mầm, mọc cây, đấy, chăm sóc và gặt quả. Nó là một cái quá trình. Các bạn luôn nhớ đấy là một quá trình, là một quá trình, chứ không phải tự nhiên diễn ra. Không có một điều gì đó tự nhiên diễn ra. Tại sao bạn đã gặt một cái quả bây giờ? Đó là cái vấn đề liên quan đến gia đình của bạn, vợ chồng mâu thuẫn, đau khổ, khó khăn. Đó là cách bạn, khi mình coach, mình nói chuyện với tất cả các chị em, họ đều gặp một cái vấn đề, họ gieo hạt mầm xuống đất, họ đang gieo sai. Một trong những điều gieo sai lớn nhất mình thường coach và cái tỷ lệ lớn nhất là họ không hiểu được cái điều mà người chồng mình muốn. Họ không thực sự, nó là lấy nhau, yêu nhau, làm rồi ngủ, ngày nào cũng ngủ với nhau, nhưng gần như không bao giờ biết được thực sự gọi là cái mong muốn trong người chồng mình là gì. Đúng không? Nên là gì? Ví dụ ông chồng, có những ông chồng lại rất là thích về cái việc là tình dục, rồi là ông chỉ thích lúc nào cũng gần gũi, rồi cái quan hệ gần gũi với nhau. Còn bà vợ thì lúc nào bạn chỉ được quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, yêu thương. Với hai người đó lấy nhau thì bà vợ lúc nào cũng chỉ bảo tại sao ông chồng không yêu thương, không chăm sóc, không bên cạnh tôi mà lúc nào chỉ thích quan hệ, chẳng nhẽ ông chỉ thích cái thể xác tôi thôi sao? Được. Đã có từng những chị em đã bị như thế. Và sau đó hai người có hai cái tư tưởng khác nhau và hạt mầm gieo xuống khác nhau. Được. Và nó cứ thế, cái quá trình chăm sóc của hai người nó khác nhau và cái quả đó cứ dần dần một ngày đó tạo ra. Đó chính là cái sự mâu thuẫn trong gia đình chúng ta. Được. Mâu thuẫn trong gia đình, mâu thuẫn trong cuộc sống, mâu thuẫn trong mọi thứ là cái quả diễn ra ngày hôm nay. Được. Nó chỉ là cái diễn ra ngày nay và bạn cứ tập trung cái quả này xong suốt ngày, ôi tại sao chồng tôi như thế, tại sao chồng tôi như này, tại sao lại như vậy. Được. Nó là do bạn đã cách gieo từ trước của bạn. Được. Nó là do cách gieo từ trước của bạn. Bạn gieo sai thì kết quả không bao giờ đến. Gieo sai kết quả không bao giờ đến. Và cái quả bạn đang sai nó do cái gốc đang sai. Và học cách sửa.
hàng. Được. Và thế được gọi là người bán hàng. Và khách hàng của bạn không phải là người thân thiết với bạn nữa, mà họ sẽ có thể thành người mua hàng. Được. Có thể người mua hàng. Và nếu là người bán hàng và người mua hàng thì sẽ có quá trình kỳ kèo, tư vấn, chốt giá đủ rất nhiều các thứ khác nhau. Nhưng khi bạn đấy, bạn đang ở đâu, bạn đang cho đi ở đâu thì cái kết quả diễn ra như vậy. Được. Thì từ đây bạn sẽ quay trở lại lĩnh vực kinh doanh các bạn. Được. Quay lại lĩnh vực kinh doanh các bạn. Bạn muốn gia tăng công việc kinh doanh của bạn hay học cách gia tăng được cái giá trị của bạn, cho đi thật nhiều. Được. Được. Đấy, nó đơn giản thế thôi. Ok, rất tuyệt vời. Rồi, và những bạn nào ở trong Sài Gòn ngày mai nhớ nhé. Mai chúng ta sẽ được gặp mặt nhau trong buổi học số 1 cả một ngày mai luôn. Thì chúng ta các bạn rất là nhiều các kiến thức. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Chúng ta còn rất nhiều các quy tắc khác nhau để gieo lên. Và đó chính là lý do tại sao mình vẫn cứ nhắn đến các bạn Sài Gòn hãy quay trở lại học khóa K2 đi. Vì khóa K2 mình nâng cấp gấp rất nhiều lần khóa K1 rồi. Bạn học lần này bạn sẽ được thêm cả quy luật gieo hạt nữa, chứ không chỉ học mỗi quy luật cho đi đâu. Và cả hai quy luật này nó cùng tổng hợp với nhau, nó tạo lên là mới diễn ra được cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Được không? Đấy, nó mới tạo lên. Và đấy, được không? Cũng tương tự như thế, các bạn khóa học khác cũng thế. Được không? Sắp tới mình sẽ chia sẻ nhiều hơn cả hai thứ này song song. Nó sẽ chia thành tỷ lệ khoảng 4-6 hoặc 3-7 về cái giá trị cho đi và giá trị gieo hạt và giá trị gặt quả đấy. Được không? Các bạn nào muốn đăng ký online hay offline, các bạn cứ để bình luận ở dưới là muốn đăng ký online, offline. Nếu như ở Hà Nội, ở trong miền Bắc thì các bạn cứ để ở Hà Nội cũng được. Xong mình sẽ tư vấn, nếu bạn nào gần Hải Phòng thì ra Hải Phòng học, mà ở Hà Nội thì sẽ học ở Hà Nội. Thì thời gian này là mình không có thời gian để mình đi dạy trong Sài Gòn nhiều quá. Các bạn tưởng tượng khoa học của người khác chỉ không có một tuần, 3 ngày họ dạy xong. Khoa học của mình nó kéo dài rất là lâu mới để xong. Được, dạy rất là lâu và chăm sóc rất là mệt. Nên thành ra là cái quãng thời gian để mình chăm sóc rất là mệt. Chính vì vậy là mình không thể nào mở rộng được cái chương trình đào tạo. Và thời gian vừa rồi mình đi dạy nhiều quá, tự nhiên cái cảm xúc bên trong mình nó không sướng. Và tự nhiên mình đi dạy mình cảm giác rất là mệt. Được, cảm giác rất là mệt. Và chính vì vậy là dù rất muốn vào Sài Gòn tiếp. Được, dù rất muốn vào Sài Gòn tiếp, nhưng mà cuối cùng mình vẫn phải quyết định là mình phải tạm dừng nghỉ ở trong Sài Gòn. Có thể là từ giờ đến cuối năm, hoặc có thể đến thời điểm nào đó năm sau khi mình phát triển tốt hơn, là khi đó cái năng lượng tinh thần mình hoặc mình thay đổi mô hình đào tạo mới, thì khi đó mình sẽ bắt đầu làm mọi thứ tốt hơn dành cho các bạn. Được không? Đấy, nên là chính vì thế mình mới giúp các bạn được nghĩ đầu như này. Nên là mình xin phép các bạn Sài Gòn mình chỉ có thể tổ chức được khóa cuối ở trong đó thôi. Sau khóa học này các bạn nếu muốn học thì hãy học, chỉ học được khóa online thôi ạ. Chỉ học được khóa online thôi. Mình sẽ hỗ trợ các bạn nhiều hơn khóa online như vậy. Được không? Còn các bạn muốn học khóa học nào thì các bạn cứ bình luận ở dưới. Khóa học tiếp theo Hà Nội sẽ diễn ra vào tháng 8. Vì thời gian chăm sóc học viên hơi lâu nên là thành ra là cứ một khóa cũng phải khoảng tầm 3 tháng mới có một khóa. Được, tháng 8 có khóa tiếp theo. Được, rồi. Đó là những cái gì mình chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Và mình muốn điều quan trọng nhất, mình muốn các bạn nhận diện ra một điều. Là thay vì ngồi than phiền tại sao tôi gặp vấn đề này, tại sao tôi có một khoản nợ lớn như vậy, tại sao tôi gặp một cái này cái kia. Được, mình nói rồi, mọi thứ không phải tự nhiên đến, nó đều có lý do. Được, mọi kết quả của bạn đều do tài năng của bạn, nhân hành động của bạn, nhân sự may mắn của bạn. Điều đầu tiên hãy hỏi xem bản thân mình đã làm tốt hết mọi thứ chưa, đã hành động đủ hết mọi thứ chưa, và cuối cùng là sự may mắn đã đủ chưa. Sự may mắn chúng ta nói đến hai quy luật. Được, hai quy luật quan trọng đó là quy luật cho và quy luật nhận. Được, hay còn gọi là gieo hạt và gặt quả. Được, chính hai quy luật này nó sẽ giúp cho mọi người sẽ tạo nên cuộc sống. Yên tâm là Hải Phòng và Hà Nội là vẫn đủ sức chiến nhá. Được, Hải Phòng, Hà Nội và online vẫn đủ sức chiến, chỉ có bay vào Sài Gòn hơi lâu thôi. Được, đấy. Nên các bạn để ý luôn, nên là thay vì ngồi mà than phiền tại sao cuộc sống tôi như này, cuộc sống tôi như thế kia, thì hãy bắt đầu quay trở lại với hành trình của bản thân mình. Được không? Hãy quay trở lại với bản thân mình. Được không? Hãy quay trở lại với bản thân mình và hãy học cách thay đổi chỉnh sửa. Luôn nhớ rằng không có điều gì tự nhiên đến. Mỗi bạn chỉ cần nhớ mình một câu thôi. Không có điều gì tự nhiên đến. Chắc chắn có một cái lỗi sai nào đó trong việc bạn làm việc, bạn hành động. Hãy tìm ra lỗi sai đó. Được không? Bởi vì với đơn giản, nếu bạn tiếp tục bạn than phiền thì cuộc sống ngày hôm nay của bạn và cuộc sống tuần trước của bạn, cuộc sống năm trước của bạn vẫn như vậy, và thậm chí năm sau của bạn vẫn như vậy. Được. Chúng ta càng than phiền chẳng điều thay đổi. Hãy học cách thay đổi. Được. Hãy học cách thay đổi. Được. Ngừng than phiền đi, ngừng kêu ca đi, tập trung vào giải pháp, tập trung vào việc tôi cần phải thay đổi điều gì, tôi cần phải làm cái điều gì tốt lên, tôi cần phải thực hiện cái điều gì tốt lên. Và khi bạn làm tất cả những điều đó thì cuộc sống bạn sẽ thay đổi và đi sang một hướng khác hoàn toàn. Được. Không có điều gì tự nhiên đến đâu. Thay vì ca thán phàn nàn đau khổ, hãy đứng dậy mạnh mẽ chiến đấu và giải quyết những vấn đề của mình. Được không? Đó là những cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn. Được không? Mạnh mẽ chiến đấu. Được không? Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn
trong khóa học ở Sài Gòn vào ngày mai và các khóa học của chúng ta sắp thời gian sắp tới. Được. Xin chào và hẹn gặp lại. À, và nhớ rằng tối thứ ba tuần này chúng ta tiếp tục với livestream về hướng dẫn đọc sách hiệu quả. Được. Zero to Hero số 12 đấy. Mình hướng dẫn các bạn về phương pháp đọc sách hiệu quả. Được. Hãy nhớ là mua cuốn sách có tên gọi là 7 chiến lược thịnh vượng hòa và hạnh phúc. Tối hôm đó mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục chuỗi Zero to Hero về phương pháp đọc sách hiệu quả. Được. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ngồi theo dõi livestream của chúng ta trong suốt 1 tiếng rưỡi vừa rồi. Được, theo dõi suốt 1 tiếng rưỡi vừa rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn tất cả những bạn học viên đang đồng hành cùng mình và đi cùng mình trong suốt thời gian vừa rồi. Được, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và cảm ơn các bạn đã biết đến mình và lắng nghe trong suốt khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi vừa rồi. Được, xin chào và hẹn gặp lại. Được, bye bye. Được. Rồi, xin chào nhá.